Lại nữa, này xá lợi tử, có đại Bồ Tát tu hành, bát nhã ba la mật đa, có thể phát sanh sáu phép thần thông ba la mật đa. Này xá lợi tử, có đại Bồ Tát có thần cảnh trí chứng thông, có thể làm ra các loại thần biến lớn, nghĩa là làm chấn động tất cả vật trong hằng hà xa đại địa ở mười phương, biến một thành ra nhiều, biến nhiều thành một hoặc hiện hoặc ẩn nhanh chóng không bị chướng ngại vượt thẳng qua bờ núi tường vách giống như đi trong hư không qua lại trên không trên đất bằng giống như chim bay ra vào dưới đất giống như ra vào trong nước đi trên nước như đi trên đất thân phát ra khói lửa như lửa cháy trên cao nguyên trong thân chảy ra những dòng nước như băng tuyết tan chảy, oai thế của thần mặt trời mặt trăng khó sánh bằng, dùng tay che khuất ánh sáng mặt trời, cho đến chuyển thân tự tại cao đến trời tịnh cư, số lượng những biến hóa như vậy nhiều vô lượng vô biên. Này xá lợi tử, Đại Bồ Tát này tuy đầy đủ công dụng của thần cảnh trí như vậy nhưng đối với sự việc ấy không tự cao, không chấp tánh của thần cảnh trí chứng thông, không chấp vào việc thần cảnh trí chứng thông không chấp người có thể đắc thần cảnh trí chứng thông đối với chấp hay không chấp cả hai đều không có gì để chấp vì sao này xá lợi tử vì tự tánh không vì tự tánh lìa vì tự tánh xưa nay bất khả đắc này xá lợi tử đại bồ tát ấy không vì ham vui mà phát sanh thần cảnh trí chứng thông như vậy chỉ vì